thân là kẻ mang mệnh đế vương, há lại dễ dàng cúi đầu trước số phận. Nếu lũy thầy sụp đổ, đàn công sẽ chìm trong biển lửa, công nghiệp trăm năm khai phá của tổ tiên tan thành cát bụi. Đây sẽ là trận chiến chấm dứt của trận chiến. Trận chiến này sẽ thống nhất giang sơn của tổ tông. Trận chiến này sẽ vang danh trong sử sách. Yeah! Ý trời! Ý trời hắn phải thuận theo ta! Hãy chiến đấu đi! Kề da sát cánh với lão già này! Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!